Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh Món Chay Của Mẹ Quê. Hôm nay em làm dưa bắp cải chua. Chỉ cần có bắp cải, muối và nước giò gạo là có ngay cái đĩa bắp cải chua giòn rụm, trắng tươi. Muối bắp cải chua bằng nước giò gạo khoảng 3-4 ngày là có ăn, mà làm cũng rất dễ. Quý cô bác thấy thích đó, thì vào bếp cùng làm với em nha. Món này mà để chấm với các món kho thì ngon vô cùng. Nguyên liệu chuẩn bị là một cái bắp cải. Cái bắp cải này 1 kg á quý cô bác. Em chọn loại bắp cải chắc thịt, nặng tay thì nó sẽ ngon. Và 60g muối hạt. Muối hạt thường sẽ ít mặn hơn là muối iốt. Nếu quý cô bác dùng muối iốt để muối thì có thể giảm lượng muối lại nha. Một cái bắp cải thì em sẽ chia thành 6 phần và giữ luôn cái phần cùi ở bên trong. Nếu quý cô bác muốn làm nhiều và để ăn cho lâu á thì bắp cải này nên để nguyên bắp thì ăn nó sẽ được lâu hơn. Nhưng mà để nguyên bắp á thì nó lâu lắm nó mới chua nha. Cắt xong thì muối hạt em giã nát và mang để ướp đều vào bắp cải như vậy. Đợi khi tan muối, bắp cải lúc này nó cũng đã ỉu lại rồi, nó hơi mềm mềm rồi. Em sẽ cho vào hũ và chỉ sử dụng bắp cải thôi, phần nước muối thì em bỏ. Muối kiểu này nó mặn lạt không có thành vấn đề, nếu mà nó mặn quá thì nó hơi lâu mới lên men chua. Còn mà nó lạt thì nó sẽ nhanh chua hơn. Nếu hơi nhiều muối nó hơi mặn, khi nào mà cần ăn thì quý cô bác rửa nhiều lần cho nó bớt chất mặn là được. Tiếp theo em sẽ cho nước giò gạo vào trong hũ. Nước giò gạo phải ngập bắp cải để bắp cải không bị mềm. Phần bắp cải mà bị trồi lên mặt nước nó sẽ bị mềm và không chua. Cho nên phải dùng cái vật gì đó để gài cho bắp cải nó nằm dưới mặt nước hết mới được. Sau 4 ngày thì bắp cải cũng đã chua. Bây giờ em sẽ lấy bắp cải ra, mang đi rửa nhiều lần ở nước để cho bắp cải nó bớt đi độ chua và nó bớt mặn. Sau khi cho bắp cải vào hũ và đợi bắp cải chua thì quý cô bác để cái hũ này ở nơi thoáng mát, không cho ánh nắng rọi vào. Nếu có ánh nắng là bắp cải nó bị mềm chứ không giòn nữa. Bắp cải rửa xong thì em cắt nhỏ để cho ráo nước, rồi trộn đường và ớt vào đây, trộn đều lên rồi cho vào hũ và bảo quản ngăn mát tủ lạnh. Ăn trong vòng 1 tuần vẫn ngon. Bắp cải làm kiểu này trắng tươi, giòn rụm, có vị chua tự nhiên, dùng để chấm các món kho, ăn kèm với các món nướng hoặc là trộn chung với các món gỏi vẫn ngon. Mong là quý cô bác sẽ thích món dưa cải đơn giản này. Và món chay hôm nay đã kết thúc rồi ạ. Rất cảm ơn quý cô bác đã dành thời gian để theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video món chay lần sau.